diện của ai. Hôm nay thủ đô nó chút rét, bên này có còi yếm. Vâng, ông ơi ông đứng lại một chút để chào đánh con chim với. Alo. Ờ mình nghe đây. Ừ không còn đâu bạn ơi. Ừ đúng rồi, đúng rồi. À đâu thì đang lên cho vui xem thôi chứ còn còn đâu, mình vừa còn là còn mất đâu. Có mình đang đánh được một con đây. Đợi tí nhá, mình đang quay clip nhá. Tí mình gọi lại cho.
Anh chị nhỉ. Chết nhá, ăn hàng rồi.